Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Auto Fun. Và ngày hôm nay tôi đang có mặt tại sự kiện ra mắt một mẫu xe mới nhất của phân khúc SUV cỡ B. Đấy chính là chiếc Toyota Yaris Cross. Đây là một mẫu xe mới nhất hoàn toàn mới tại Việt Nam. Và chiếc xe này có gì hay thì xin mời các bạn hãy theo dõi video. Và điều đầu tiên có lẽ là điều mà rất nhiều các bạn quan tâm đấy chính là giá bán của mẫu xe này. Thì tại thị trường Việt Nam, giá bán của Toyota Yaris Cross có giá bán cho phiên bản động cơ xăng là từ 730 triệu đồng và phiên bản động cơ hybrid sẽ là 838 triệu đồng. So như thế thì các bạn sẽ có thể thấy là cái phiên bản động cơ xăng sẽ là cái phiên bản chủ lực của Toyota Yaris Cross tại thị trường Việt Nam, và nó sẽ là cái thước đo so sánh cùng với các đối thủ trong cùng phân khúc. Những cái đối thủ trực tiếp của Toyota Yaris tại thị trường Việt Nam sẽ là những mẫu xe như Hyundai Kona, Hyundai Creta, Kia Seltos hay là Honda BRV. Để về so sánh giá của những cái mẫu xe này, tôi sẽ xin phép được để bên phải màn hình của các bạn để các bạn dễ theo dõi và so sánh xem là mức giá của các mẫu xe này như thế nào. Tuy nhiên, tạm thời thì bỏ qua về phần giá thì chúng ta sẽ có thể ngắm nhìn ngoại thất của chiếc xe này một vòng. Để đánh giá về ngoại hình của Toyota Yaris Cross thì tôi đánh giá đây là một trong những mẫu xe có cái vẻ ngoài nó trẻ trung, nó hiện đại nhất trong phân khúc này. So với những mẫu xe ví dụ như Kia Seltos này hay là Hyundai Creta thì nó sẽ có một cái dạng hiền hòa hơn. Tuy nhiên ở trên Yaris Cross thì nó sẽ có những cái đường gân dập nổi, cũng như cái phong cách thiết kế nó làm nó sẽ thể thao và trẻ trung hơn rất nhiều. Các bạn có thể thấy từ cụm đèn pha, mặt ca lăng, đèn chiếu sáng, rồi các cái phần cản trước cản sau được làm một cách trông rất là hầm hố và mạnh mẽ. Nó có những cái đường gân dập trông nó rất là cá tính. Về cụm đèn chiếu sáng của Toyota Yaris Cross thì sẽ là cụm đèn chiếu sáng full LED và có cả giải đèn định vị ban ngày ở đây. Cụm đèn chiếu sáng này được thiết kế hơi vách lên một chút, tạo ra cái cảm giác nó khá là thể thao cho mẫu xe này. Tiếp theo, xin mời các bạn đến với cái mặt ca lăng của Toyota Yaris Cross. Mẫu xe này sẽ có cái mặt ca lăng được thiết kế theo dạng hình thang, và các bạn có thể thấy là nó được sơn đen ở đây. Nó đem lại một cái cảm giác trông khá là huyền bí, trông khá là trẻ trung. Đó. Ở đây chúng ta có thể thấy là có cả mắt cam ở trong hệ thống camera 360 độ. Đây là một chiếc xe cực kỳ công nghệ nha các bạn nhé, có cả camera 360 độ. Ở đây chúng ta sẽ có phần cảm biến. Xin mời các bạn theo dõi ở đây. Phần trên phần đèn bi LED gầm chúng ta sẽ có cảm biến. Tuy nhiên là mẫu xe này thì sẽ chỉ có hai cảm biến phía trước thôi, một ở bên này và một ở bên này. Xin mời các bạn theo dõi sang đây, sẽ là có thêm một cảm biến ở đây nữa. Phần cản của mẫu xe này thì sẽ được sơn một cái màu nhám ở đây, màu xám nhám nhám ở đây. Ở đây mình còn có thấy quan sát thấy là không có radar ở đây. Tuy nhiên là Toyota Safety Sense của mẫu xe này sẽ được thông qua hai cái camera đặt phía trên kính. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nói đến phần động cơ của chiếc Toyota Yaris Cross này. Thì tại thị trường Việt Nam, Toyota Yaris Cross sẽ có hai phiên bản. Đầu tiên là một phiên bản chạy bằng xăng và một phiên bản hybrid. Thì với phiên bản chạy bằng xăng, công suất cực đại của chiếc Toyota Yaris Cross này sẽ khoảng hơn 100 mã, bởi vì nó sử dụng cái động cơ 1.5 lít hút khí tự nhiên và kết hợp với hộp số CVT. Đây là một cái động cơ nó rất là quen thuộc với những cái mẫu xe trong phân khúc SUV cỡ C, SUV cỡ B. Thì có lẽ là chúng ta sẽ không nói nhiều đến, nhưng mà một trong những cái điểm selling point của Toyota Yaris Cross tại thị trường Việt Nam đấy chính là phiên bản hybrid. Phiên bản hybrid thì không phải mẫu xe nào trong cùng phân khúc cũng có, mà Toyota Yaris Cross nó sẽ đem đến. Đây là một cái thế mạnh. Với phiên bản hybrid thì động cơ của chiếc xe này sẽ có một động cơ xăng công suất khoảng 90 mã lực kết hợp với một động cơ điện có công suất khoảng 79 mã lực. Như vậy là phiên bản hybrid của mẫu xe Toyota Yaris Cross này sẽ là một cái phiên bản động cơ khá là mạnh, có tổng công suất đâu đấy khoảng 180-190 mã lực. Và mô men xoắn cực đại của mẫu xe này nó sẽ lên đến khoảng hơn 140 Nm. Và xin mời các bạn hãy cùng ngắm nhìn cái khoang động cơ của chiếc Toyota Yaris Cross này. Và sau khi xem xong phần đầu xe thì chúng ta sẽ cùng tiến đến với phần thân xe của Toyota Yaris Cross. Về phần thân xe này khá là giống cái mẫu xe đàn anh tại thị trường Việt Nam, đấy chính là Toyota Corolla Cross. Tuy nhiên cái phối màu, cái thiết kế nhìn từ phần thân xe nó sẽ có cảm giác trẻ trung hơn. Các bạn có thể thấy ở đây cái phần phối màu nó sẽ có phần màu thân của xe riêng, phần màu trên nóc riêng, thanh dây thể thao ở phần trên này. Xin mời các bạn tiến sát vào đây một chút thì chúng ta sẽ cùng xem cái phần mâm lốp, cái thông số lốp của mẫu xe này. Thì Toyota Yaris Cross tại thị trường Việt Nam sẽ sử dụng một cái bộ mâm 18 inch với thông số lốp mình đọc ở đây là 215/55R18, nghĩa là đây sẽ là một cái bộ mâm 18 inch to và đẹp trong phân khúc, thiết kế dạng la răng dạng 5 chấu.
Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với phần gương. Các bạn có thể thấy phần gương của Toyota Yaris ở đây được sơn cùng màu với phần thân xe, có giải đèn cảnh báo xi nhan ở phía bên này. Một cái điểm hay trên Yaris Cross đấy chính là trên gương chúng ta có cả đèn chào mừng. Các bạn có thể, một chút mình sẽ quay kỹ cái đèn chào mừng này cho các bạn. Và có cả mắt cam trong hệ thống camera 360 độ ở đây nữa. Ở phần thân xe có một điểm khá đặc biệt, đấy chính là phiên bản tôi quay ở đây là phiên bản HEV, là phiên bản Hybrid của mẫu xe này. Đó. Thì để mà phân biệt giữa hai phiên bản thì chúng ta sẽ có những cái điểm phân biệt như thế này. Phần tay cánh cửa thì cũng được sơn cùng màu với phần thân xe, và trên này thì nó sẽ có cảm biến chìa khóa thông minh ở đây. Đấy, các bạn có thể bấm vào đây để mở cửa. Đó. Không biết là các bạn đánh giá thế nào từ cái góc nhìn ngang này. Tuy nhiên tôi thấy từ góc nhìn ngang này thì đây là một mẫu xe trông cái có cái dáng dấp nó thể thao, nó khá là hiện đại và trẻ trung. Tiếp theo xin mời các bạn hãy cùng đến với phần đuôi của Toyota Yaris Cross. Ở cái phần đuôi này thì cá nhân tôi đánh giá là cái đường nét thiết kế của chiếc xe này nó khá là liền lạc và nó đồng nhất với cả phần đầu. Phần đằng sau này chúng ta có thể thấy được cũng được thiết kế dạng hình thang ở đây. Phần biển số ở đây nó là một cái khá hay, và thiết kế của Yaris Cross sẽ có cái đường, những cái đường vuốt mang lại cái tính công thái học, cái khí động học cho chiếc xe này. Các bạn có thể thấy logo của chữ Yaris Cross sẽ ở đây. Bên này thì chúng ta cũng sẽ có một số ký hiệu. Đây là bản HEV này. Chiếc xe này thì có kết hợp với cả Subin Hoàng Sơn nên là sẽ có chữ S ở đây. Đó, nhưng mình biết là như vậy. Các bạn có thể nhìn thấy cái cụm đèn chiếu sáng ở đây cũng được thiết kế theo dạng vuốt lên. Đó, các đường nét vuốt lên. Và cụm đèn chiếu sáng này cũng là cụm đèn chiếu sáng LED luôn. Có thể thấy đằng sau này chúng ta cũng sẽ có hai cảm biến giống như đằng trước nha các bạn nhé. Vậy như vậy là chiếc xe này sẽ có tất cả là 4 cảm biến xung quanh xe tất cả. Đây, cảm biến thì đặt ở đây. Tuy nhiên cái phần ốp nhựa ở dưới này thì mình cái cảm giác nó không được thích lắm. Mình hy vọng là nó sẽ được làm bằng một cái vật liệu khác, nhìn trông nó sẽ tinh tế hơn. Các bạn có thể thấy ở đây cũng có một phần được thiết kế dạng như kiểu vuốt ra như cánh gió. Ở đây chúng ta có cả đèn cảnh báo phanh ở phía trên cánh gió ở phần trên này. Đó, sẽ mở cốp để chúng ta cùng xem là mẫu xe này cốp có rộng không. Đó. Chiếc xe này có cốp điện tự động mở lên. Đó, chúng ta có cả nút đóng cốp tự động ở đây. Xin mời các bạn đi sát vào đây một chút, chúng ta sẽ có thể quan sát được rằng khoang hành lý của chiếc xe này khá là rộng rãi. Ở đây tôi thấy có hai ngăn nhé các bạn nhé. Với một chiếc xe SUV đô thị thì cái việc có hai ngăn để đồ này nó sẽ rất là tiện lợi. Các bạn có thể để những cái đồ dễ bị bẩn, ví dụ như giày dép hoặc là những cái cờ lê, những cái dụng cụ sửa xe ở phía dưới này, bơm điện rồi lốp chúng ta cũng có thể để dưới này, nó sẽ tăng diện tích của chiếc xe khá nhiều. Đây, các bạn có thể tiến vào đây một chút, chúng ta có cả lốp dự phòng ở dưới này, nghĩa là có gần như là 3 ngăn tất cả. Vật liệu dưới này sẽ là vật liệu nhôm nhé, đây sẽ là sát với cả ấy luôn. Đó, sẽ có 2 ngăn tất cả. Và bây giờ tôi sẽ thử trèo vào trong cái khoang hành lý này để xem là cái khoang hành lý nó rộng không. Đây, tôi trèo vào thoải mái nhé các bạn nhé, ngồi của trong này luôn. Ok. Đó, như vậy là chúng ta có thể thấy là khoang hành lý của Toyota Yaris Cross rất là rộng. Ngoài ra trên này nó cũng có những cái trang bị, ví dụ như là ngăn che hành lý ở đây. Khi mà các bạn có những cái hành lý có mùi ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể che vào được. Đấy, nó đóng như này, đóng xuống là cái phần này nó kín luôn. Có thể để thêm một vài cái thứ nhẹ, ví dụ như áo mưa, ô dù vẫn có thể để đây được. Tuy nhiên là không khuyến khích mọi người sẽ để đây. Ok, bây giờ sau khi đã xem một vòng xung quanh thân xe thì tôi xin mời các bạn là theo chân tôi vào trong khoang nội thất để chúng ta xem là khoang nội thất của mẫu xe này có gì hay. Xin mời các bạn. Và bây giờ tôi đã tiến vào trong cái khoang nội thất của chiếc Toyota Yaris Cross này. Thì cá nhân tôi khi mà tiến vào đây thì nó đem lại một cái cảm giác quen thuộc của xe Toyota. Những cái mẫu xe Toyota đến bây giờ thì các bạn có thể hoàn toàn về cái việc là những cái vô lăng rồi những cái thiết kế đường nét ở đây nó cũng khá là thân thuộc. Tuy nhiên trên chiếc Toyota Yaris Cross này thì nó đem lại nhiều những cái thiết kế mang cái tính trẻ trung hiện đại hơn. Ví dụ như các bạn có thể thấy ở đây chúng ta có một cái phần yên ngựa với nhiều các cái tấm chắn, rồi cái đường nét thiết kế trang bị ở đây cũng khá là nhiều. Chúng ta ở đây có thể thấy là đầu mắt tôi thì sẽ là nút đề nổ start top ở ngay đây. Cụm điều hòa được chỉnh, có màn hình LED, có màn hình hiển thị nhá. Trên này chúng ta sẽ có một cái màn hình giải trí. Tuy nhiên là với Toyota thì tôi vẫn có một cái gì đấy rất cấn khi mà họ làm một cái màn hình giải trí, nó vẫn có cái viền nó khá là to ở đây. Nếu mà cái màn hình giải trí này nó có một cái kiểu dạng như kiểu tràn viền ấy thì nó sẽ rất là tuyệt vời. Còn về chất liệu, vật liệu làm nội thất thì chúng ta có thể thấy là đây là một trong những cái yếu tố mà xe Toyota vẫn giữ nguyên từ trước đến nay. Đấy, các bạn có thể thấy là cái vật liệu làm táp lô, táp ly khá là nhựa. Nhưng mà tuy nhiên là những cái đường nét trên Toyota Yaris Cross mình đánh giá có cái sự trẻ trung là những cái đường nét như thế này. Những cái đường nét thiết kế gồ ghề ở đây, những cái vật liệu ví dụ như nhựa piano đó. Chúng ta có cả một giải chỉ xanh chạy ở đây nữa. Đó. Cái
cái phong cách thiết kế cửa gió điều hòa ở đây cũng làm cái trẻ trung nhá. Cái việc người ta đã chịu khó thay đổi nó cũng sẽ là một cái rất là hay. Tiếp theo thì xin mời các bạn nhìn đến phần ghế, phần ghế của chiếc Toyota Yaris. Phiên bản này thì là phiên bản cao cấp HEV rồi. Tuy nhiên là theo như mình biết là trên phiên bản thường và phiên bản HEV này cũng không khác quá nhiều. Tuy nhiên trên bản HEV nó sẽ có một số cái đường nét như chỉ khâu ghế là chỉ màu xanh đó, hoặc là cái đường vải ở đây nó sẽ là màu xanh, là một số điểm phân biệt. Ok, xin mời các bạn tiếp tục đến với cả đây, chúng ta có cả phanh tay điện tử ở đây nhá. Chúng ta có phanh tay điện tử này, auto hold này, có cả sạc điện thoại ở đây à. Đây hình như là đây không phải là sạc điện thoại. À đây là, mình không biết nó là sạc một cái gì đấy. À không, có sạc điện thoại không dây ở đây các bạn nhá. Đó, bên này chúng ta cũng có những cái cổng kết nối tai A, tai C rất đầy đủ. Tiếp theo thì xin mời các bạn nhìn lên cái vô lăng. Với tôi thì cá nhân tôi đánh giá cái chất liệu làm vô lăng tôi không thích lắm, tại vì nó đem lại cảm giác nó khá là không được sang. Nếu mà vô lăng được bọc da thì sẽ hay hơn rất nhiều. Tuy nhiên trên vô lăng chúng ta có thể thấy rằng có rất nhiều công nghệ hiện diện ở đây. Trong gói Toyota Safety Sense chúng ta có cả kiểm soát hành trình chủ động này, giữ làn này, giữ làn đường này đó, và rất nhiều phím chỉnh ở đây. Tuy nhiên cái thiết kế phím chỉnh ở đây với tôi nó hơi thường, cảm giác nó hơi thường một chút đó. Bên này thì chúng ta có cả những cái nút tính năng đó. Nhìn sang phần bên này thì các bạn có thể thấy là trên Toyota Yaris Cross nó có rất nhiều các cái phím chỉnh ở đây. Chúng ta có thể tắt hệ thống chống trơn trượt này, tắt cảnh báo khởi hành của xe phía trước. Trên gói an toàn Toyota Safety Sense thì nó sẽ có một cái tính năng đấy là cảnh báo xe phía trước khởi hành, nghĩa là khi các bạn đỗ đèn đỏ này, tuy nhiên mình mất tập trung một chút và xe phía trước đã khởi hành rồi mà mình chưa có dấu hiệu khởi hành thì xe sẽ tự động cảnh báo chúng ta. Đây, chúng ta có cả nút mở cốp tự động ở đây. Đấy, rất là tiện lợi. Đèn pha tự động. Đấy, tự động pha cốt, chế độ EV. Đó, chúng ta có thể set được cả tự động dừng đỗ ở đây, cảnh báo dừng đỗ ở đây. Cái nút này thì mình chưa nhớ ra là nút gì, nhưng mà một chút nữa thì mình sẽ để lại hướng dẫn đây. Chúng ta có thể chỉnh được cả độ cao của đèn chiếu xa chiếu gần ở đây nhé các bạn nhé. Các bạn có thể thấy là chúng ta có thể chỉnh được cả cái này. Tuy nhiên đây chỉ là chỉnh cơ thôi. Đó. Và nhìn xuống dưới một chút thì các bạn có thể thấy là chiếc xe Toyota Yaris Cross này, hàng ghế phía trước có điều chỉnh điện 6 hướng nhé. Đây, các bạn có thể tiến lùi này, lên xuống này. Đó. Ok, ngả. Và bây giờ thì xin mời các bạn cùng tôi tiến vào trong hàng ghế thứ hai của chiếc Toyota Yaris Cross này. Đó, bây giờ tôi đã tiến vào trong rồi. Có một vài điều mà tôi muốn chia sẻ. Đấy là phần thiết kế trên tay cánh cửa này được thiết kế với một số vật liệu. Ngoài nhựa ra thì vẫn có kết hợp cả vật liệu da nữa. Đấy, có hệ thống loa ở trên cánh cửa phía đằng sau này. Hệ thống loa này thì tôi quan sát như ở hàng ghế lái thì sẽ là hệ thống loa Pioneer. Đó. Rồi, xin mời các bạn tiến dịch vào đây một chút với tôi. Với tôi thì tôi đánh giá khá cao cái việc Toyota thiết kế cái hàng ghế sau này ngồi, cái chất liệu da nó êm ái. Toyota vẫn là một trong những cái hãng rất nổi tiếng về việc thiết kế ra một cái ghế ngồi êm ái. Để tôi sẽ kiểm tra xem là có ngả được lưng ghế không. Ok, đây, tôi đã ngả được lưng ghế xuống một chút. Ở một chiếc xe SUV cỡ B mà ngả được một chút lưng ghế như thế này thì đây thực sự là một cái tư thế ngồi thoải mái và chúng ta có thể đi đường xa được. Đó, các bạn cũng có thể thấy là Toyota đã thiết kế cái màu da này nó cũng mang cái tính trẻ trung hơn với những cái thiết kế phối màu, ví dụ như đây là màu xanh hoặc màu tím. Tôi không quan sát, nó hơi tối một chút. Đó, mời các bạn tiến vào đây một chút nữa, chúng ta sẽ xem hàng ghế thứ hai của Toyota sẽ được trang bị những gì. Hàng ghế thứ hai chúng ta sẽ có cửa gió điều hòa riêng cho hàng ghế thứ hai, có thể điều chỉnh các góc ở đây được, có thể chỉnh được tốc độ gió. Dưới này sẽ có hai cổng sạc riêng cho hàng ghế thứ hai và có cả đèn cảnh báo ở đây nhá, rất là dễ nhìn. Các bạn có thể thấy là có hai cổng sạc tai C ở đây nha các bạn. Vật liệu sàn thì sẽ đa phần thì vẫn là nỉ thôi. Không hy vọng được quá nhiều. Tuy nhiên có một điểm hay trên Toyota Yaris Cross đấy chính là phần cửa sổ trời. Có thể nói đây là một cái phần cửa sổ trời toàn cảnh. Đó, các bạn có thể thấy là rất to từ hàng trước đến hàng sau. Và cái cửa sổ trời này có cả rèm, chúng ta có thể điều chỉnh được. Tuy nhiên là phải ở trên hàng, ở vị trí lái thì chúng ta có thể đóng mở được cái rèm ở trên cửa sổ trời này. Phải nói rằng một chiếc xe ở phân khúc SUV cỡ B mà có cửa sổ trời toàn cảnh là một điều rất đáng chú ý. Và mình nghĩ là mẫu xe này sẽ thu hút được rất nhiều người tiêu dùng ở Việt Nam bởi cái cửa sổ trời toàn cảnh này cũng là một trong những điều mọi người rất là yêu thích. Đó, có thể đóng mở tự động đấy nhá. À, đóng mở đây nhá. Có đóng mở tự động đấy. Nhưng mà mình chưa test.
có cả bệ tí tay ở đây các bạn, có khay để cốc ở chỗ này luôn. Sau khi được trải nghiệm mẫu Toyota Yaris Cross này tại sự kiện thì cá nhân tôi đánh giá đây là một mẫu xe nó mang cái đường nét thiết kế nó trẻ trung hơn rất nhiều so với những gì mà Toyota đã thể hiện tại Việt Nam. Ngày xưa với người Việt Nam thì Toyota vẫn là một cái gì đấy có một cái đường nét kiểu trung tính rồi thiếu đi những cái tính năng rồi rất là đơn giản. Tuy nhiên các bạn phải thấy rằng trên Toyota Yaris Cross đã là một cái chứng minh rằng Toyota đang dần dần thay đổi để thu hút giới trẻ nhiều hơn, thu hút những cái bạn trẻ ví dụ như tôi nhiều hơn. Và tuy nhiên thì cái mẫu xe này tôi hôm nay chưa có cơ hội được trải nghiệm nó và thử vận hành nó ở trên đường, cho nên là những cái review đánh giá liên quan đến trải nghiệm và vận hành thì tôi mong rằng sẽ có cơ hội sớm để trải nghiệm vào mẫu xe này và chia sẻ với các bạn. Còn tại video này thì tôi hy vọng rằng tôi đã chia sẻ với các bạn một cái nhìn tổng thể về mẫu xe này, đánh giá cảm quan xung quanh, bên trong, bên ngoài. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nếu các bạn có ý kiến gì thì các bạn hãy comment xuống phía dưới để chúng ta cùng trao đổi. Và hãy like, subscribe cho kênh YouTube của Auto Fun để chúng tôi có thể ra nhiều video cho các bạn hơn.